Thưa quý vị, mở đầu cho tiểu mục quyết thắng đại dịch hôm nay là những thông tin cập nhật về tình hình dịch COVID-19 từ Bộ Y tế. Hôm nay, Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc mới COVID-19 tại nhiều tỉnh thành, trong đó thủ đô Hà Nội là 82 ca. Thông tin chi tiết sẽ có ngay sau đây. 82 ca dương tính mới ghi nhận tại Hà Nội ngày 7 tháng 8, gồm 48 ca trong cộng đồng và 34 ca trong khu cách ly. Các ca mắc này thuộc 6 chùm ca bệnh, chùm nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ, chùm liên quan đến Bắc Giang, chùm ho sốt Thứ Phát, chùm sàng lọc ho sốt tại cộng đồng, chùm phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, chùm Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng. Như vậy, tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội đã có 1.727 trường hợp dương tính, trong đó có 1.040 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng và 687 trường hợp tại khu cách ly. Thưa quý vị, theo Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 Bộ Tài chính, tính đến 17 giờ ngày hôm nay, ngày 7 tháng 8, Quỹ Vaccine đã tiếp nhận tổng số tiền là 8.458 tỷ đồng. Sau 60 ngày phát động từ ngày 3 tháng 6 năm 2021 đến hết ngày 2 tháng 8 năm 2021, Cổng Thông tin Điện tử Nhân đạo Quốc gia đã tiếp nhận số tiền tạm tính nhắn tin ủng hộ chương trình là hơn 120 tỷ đồng, tương ứng với hơn 2,7 triệu tin nhắn từ các thuê bao di động trên cả nước ủng hộ chương trình toàn dân ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ sử dụng đúng mục đích tôn chỉ của chương trình đã đề ra. Về việc tiêm vaccine trong nước, tính đến sáng nay, tổng số vaccine đã được tiêm ở Việt Nam là hơn 8,5 triệu liều. Trong đó, tiêm mũi 1 là hơn 7,6 triệu liều, tiêm mũi 2 là hơn 800.000 liều. Tính đến hôm nay, mùng 7 tháng 8, đã có 19,3 triệu liều vaccine được tiếp nhận, gồm khoảng 12 triệu liều vaccine AstraZeneca chiếm 64%, hơn 5 triệu liều Moderna, hơn 740.000 liều Pfizer, 12.000 liều Sputnik V và 1,5 triệu liều Verocell, gồm 1 triệu liều vaccine do Thành phố Hồ Chí Minh mua và 500.000 liều do Chính phủ Trung Quốc viện trợ. Bộ Y tế đã phân bổ cho các địa phương, đơn vị, lực lượng quân đội, công an khoảng 18,7 triệu liều, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương được phân bổ nhiều nhất với gần 4,1 triệu liều, Thành phố Hà Nội đã được phân bổ hơn 2,9 triệu liều. Theo Bộ Y tế, tất cả các loại vaccine COVID-19 tại Việt Nam hiện đều được tiêm miễn phí. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, Bộ Y tế cho biết, đến ngày 10 tháng 8, đơn vị nào triển khai tiêm chủng chậm sẽ công bố công khai kết quả tiêm chủng của đơn vị trên phương tiện thông tin đại chúng, xem xét điều phối vaccine cho các đơn vị khác và tạm dừng việc phân bổ vaccine cho đơn vị đó trong các đợt tiếp theo. Những người tiêm đủ liều vaccine không phải cách ly khi về từ vùng dịch. Họ sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày và xét nghiệm 2 lần. Đó là một trong những nội dung văn bản Bộ Y tế vừa gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch. Theo văn bản mới, người tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày và phải xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu tiên về địa phương và ngày thứ 7. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19 phải tự cách ly tại nhà trong 14 ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày tiếp theo. Đối tượng này phải xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu tiên, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế. Hướng dẫn này cũng nêu rõ, trường hợp đi qua khu vực có dịch mà không dừng đỗ thì không phải thực hiện biện pháp cách ly y tế. Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào khu vực có dịch không phải thực hiện cách ly y tế khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thưa quý vị, biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 dễ lây hơn, tốc độ nhanh hơn, các triệu chứng bệnh khác với những triệu chứng COVID-19 đã được ghi nhận. Ví dụ như là ho và mất khứu giác vốn phổ biến trước đây thì đã trở nên ít xuất hiện hơn ở bệnh nhân nhiễm biến thể Delta. Đây là kết quả theo một nghiên cứu được thực hiện ở Vương quốc Anh, nơi có số bệnh nhân COVID-19 chủng Delta chiếm ưu thế. Các triệu chứng phổ biến nhất của biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 bao gồm sốt, xấp xỉ 38 độ trở lên, đau đầu, viêm họng, sổ mũi, ho khan, mệt mỏi. Các triệu chứng khác bao gồm nhức mỏi cơ thể, đau cơ hoặc khớp, khó thở, tiết đờm, viêm kết mạc, nghẹt mũi, buồn nôn hoặc nôn, tiêu chảy, ớn lạnh, chóng mặt, phát ban hoặc đổi màu da ở ngón tay hoặc ngón chân. Các triệu chứng nghiêm trọng bao gồm thở gấp hoặc khó thở, đau ngực dai dẳng hoặc nặng ngực, mất tiếng, ăn mất ngon, thân nhiệt cao, môi hoặc mặt nhợt nhạt. Các triệu chứng xuất hiện sau khi nhiễm SARS-CoV-2 khoảng 5 đến 6 ngày, tuy nhiên khoảng thời gian này có thể dao động từ 1 đến 14 ngày. Do đó, khi có các dấu hiệu kể trên, người dân cần đi khám sàng lọc COVID-19.
Thưa quý vị, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, những ngày này khắp nơi trên cả nước đã có rất nhiều những hình ảnh đẹp, những việc làm ý nghĩa cùng giúp nhau vượt qua khó khăn trong đại dịch. Tại Thừa Thiên Huế có một cụ bà tên là Nguyễn Thị Chanh, 75 tuổi, thường trú ở phường Thuận Lộc, thành phố Huế, đã quyết định đập heo đất, nhường số tiền dành dụm của mình để mua gạo hỗ trợ người dân đang cách ly tại thành phố Huế. Cụ Nguyễn Thị Chanh, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã không đắn đo khi đập vỡ con heo đất, vốn được cụ giữ gìn cẩn thận. Con heo này không chỉ là nơi cụ cất giữ tiền cho tuổi già, mà nó còn là chiếc hộp đựng niềm vui. Mỗi lần con cháu biếu mua quà bánh, cụ đều nâng niu cho vào đó. Vì thế, nó có ý nghĩa tinh thần rất lớn. Giờ đây, khi thấy số lượng người dân từ các tỉnh thành có dịch về Huế cách ly tập trung, cụ đã không ngần ngại đập heo đất với mong muốn được chia sẻ với chính quyền người dân trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Nói chung lại là tình hình dịch của nước ta thì phức tạp, nên với tôi là một người dân, tôi muốn là chúng ta góp sức với nhà nước, với cộng đồng để là chống dịch là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tôi chỉ muốn gửi một món quà là đến là những khu cách ly, xin gửi một tấn gạo đến khu cách ly để là cho anh em cách ly là nấu cơm. Sự chung tay góp sức của cụ Chanh với số tiền gần 13 triệu đồng đủ mua một tấn gạo có thể là chưa lớn, nhưng câu chuyện của một người lớn tuổi đập bỏ niềm vui riêng để chia sẻ với đồng bào đã mang lại cho lực lượng tuyến đầu, những người đang phải cách ly y tế ở các khu cách ly tập trung là niềm động viên để cùng nhau phấn đấu, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trong thời gian sớm nhất.